Sau đây là phần tin châu Á, xin mời quý vị theo dõi. Một dự báo cho hay là đến năm 2028, Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bản tin nói đến Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đây do sự phục hồi tương phản của hai nước sau đại dịch COVID-19. Một viện nghiên cứu ở nước Anh đã dự báo như sau. Trong những năm qua, chủ đề bao trùm của kinh tế toàn cầu là sự cạnh tranh kinh tế và quyền lực mềm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh có tên là CEBO ở thành phố London, nước Anh, nói trong một báo cáo thường niên được công bố hôm thứ Bảy vừa qua, cho biết là đại dịch COVID-19 và thảm họa kinh tế tương ứng chắc chắn đã nghiêng sự cạnh tranh này về phía có lợi cho Trung Quốc. Công ty CEBO nói việc Trung Quốc quản lý khéo léo đại dịch với việc phong tỏa nghiêm ngặt sớm và những tác động đến tăng trưởng dài hạn ở phương Tây có nghĩa là thành tích kinh tế tương đối của Trung Quốc đã cải thiện. Trung Quốc dự kiến đạt mức tăng trưởng kinh tế trung bình là 5.7% mỗi năm từ năm 2021 đến năm 2025 trước khi chậm xuống mức 4.5% một năm từ năm 2026 trở đi. Trung Quốc tuyên án người quay clip về dịch cúm Vũ Hán 4 năm tù. Hôm 28 tháng 12 vừa qua, một tòa án Trung Quốc đã tuyên án 4 năm tù đối với một nữ dụ trúc là người đưa tin từ thành phố Vũ Hán vào lúc cao điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 năm 2019 với cáo buộc là gây gỗ và kích động. Luật sư của bà cho hãng tin Reuters biết bà Giang Giang, 37 tuổi, là một trong những người đầu tiên được biết là đã bị xét xử, nằm trong số ít ỏi những người được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của đại dịch từ những nơi đông đúc ở bệnh viện đến những con đường vắng, đã vẽ nên bức tranh đa chiều về tâm phát của đại dịch so với những gì do báo chí nhà nước đưa tin. Tôi không hiểu được tất cả những gì bà Giang làm là nói lên tiếng nói chân thật, vậy mà bà đã bị kết án 4 năm. Bà Zhao Wenxia là mẹ của bà Giang, người tham dự phiên tòa cùng với chồng mình đã cho biết như vậy. Luật sư Ren Quang Niu của bà Giang đã nói với hãng Reuters như sau. Chúng tôi có thể sẽ kháng cáo. Luật sư này còn cho biết thêm rằng phiên tòa xét xử tại tòa án ở Pudong là một khu trung tâm kinh doanh của Thượng Hải, kết thúc lúc 12:30 chiều. Bà Giang tin rằng bà bị đàn áp vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Luật sư Ren đã nói trước phiên tòa. Bản tin sau cùng về châu Á nói đến các quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường nỗ lực để mua vaccine chống COVID-19. Các quốc gia nằm trong khối Đông Nam Á đang tăng cường nỗ lực mua và tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Giới chức y tế của Singapore đã cho biết nước này đã nhận được vaccine do tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phát triển và dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng vào tháng tới. Họ bày tỏ hy vọng trước ngày 30 tháng 9 sang năm sẽ bảo đảm đủ vaccine cho toàn dân, bao gồm cả vaccine được sản xuất trong nước Singapore, nhằm tiêm chủng cho tất cả mọi người trước cuối năm sau. Giới chức của Indonesia, một quốc gia lân cận, đang cân nhắc cấp phép sử dụng khẩn cấp khoảng 155 triệu liều vaccine đặt mua từ một công ty dược phẩm của Trung Quốc. Trong khi đó, thì Thái Lan đang đàm phán với nhiều công ty dược phẩm nhằm mua đủ vaccine cho một nửa dân số của nước này, đồng thời cũng tự phát triển vaccine. Tuy nhiên, thì nhiều quốc gia trong khu vực đang gặp khó khăn. Lượng vaccine mà Myanmar dự kiến mua sẽ chỉ đáp ứng được 20% dân số. Trong khi đó, Philippines sẽ chỉ có thể đáp ứng được 3% nhu cầu vaccine tính đến cuối năm. Các quốc gia trên đang cố gắng đặt mua vaccine thông qua cơ sở COVAX. Cơ sở COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới cùng các tổ chức khác chủ trương là một cơ chế chia sẻ rủi ro toàn cầu nhằm bảo đảm mua bán và phân phối công bằng sau khi phát triển thành công vaccine COVID-19. Tuy nhiên, thì cơ sở COVAX chỉ có thể cung cấp đủ vaccine cho một phần dân số của mỗi quốc gia mà thôi,
chứ không phải là tất cả dân số của mỗi quốc gia. Thưa quý khán giả, đó là bản tin sau cùng về châu Á và sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị trở lại để nghe tiếp phần tin Việt Nam với một vài tin đáng chú ý như sau. Công ty khảo sát CEBR cho biết là Việt Nam tăng trưởng 6.6% từ năm 2021 đến năm 2030, xếp hạng 19 trên thế giới vào năm 2035. Mắc kẹt ở Việt Nam, một ông khách Tây bán bánh chiên trên vỉa hè.